do gì mà cô chọn trường nghệ thuật làm nơi mà để cô gửi gắm con của mình vào để học tập và được vui chơi ạ? Nhà cô đây là bạn lớn, nên là cô cũng chưa có cái trải nghiệm ở trong trường như nào. Cho hỏi nữa là khi trong vai trò là một bậc phụ huynh thì